Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là một năm mà doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực dệt may khi đầu năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuối năm lại khó khăn về đơn hàng và giá gia công. Song nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo và người lao động, sự uy tín của doanh nghiệp mà một số đơn vị vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Phản ánh tại công ty cổ phần Tiên Hưng, có trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Sáng 28 tháng Chạp, ngày làm việc cuối cùng của năm, gần 100% trên tổng số 4.000 cán bộ công nhân của công ty cổ phần Tiên Hưng vẫn miệt mài với công việc. Một số bộ phận đến nhận tiền thưởng Tết đã được công ty phát cho trước đó từ 2 ngày. Niềm vui của chị Nga như được nhân lên khi Tết này chị và chồng làm cùng công ty cộng các khoản thưởng Tết, tiền lương được gần 100 triệu đồng. Tôi nhận được một chỉ vàng của ban tổng giám đốc công ty giao cho. Lương tháng 13 thì tôi được 28 triệu 500, cả chồng tôi cũng làm ở đây. Và lương cả thưởng hai vợ chồng tôi sắp xỉ 100 triệu cuối năm ạ. Ngay từ những tháng đầu năm ấy thì do cái ảnh hưởng của dịch Covid thì các đơn hàng nó cũng có phần giảm sút trong quý tư của năm 22, nhiều đơn hàng bị hủy. Thế xong các đồng chí lãnh đạo công ty quan tâm lo toàn cái công ăn việc làm cho người lao động bằng cái việc là mở rộng thêm cái thị trường ở khu vực châu Âu. Cho nên công ty cổ phần Tiên Hưng chúng tôi trong năm 2022 công nhân có đủ việc làm. Trước những khó khăn thời điểm giữa năm 2022, ban lãnh đạo công ty đã phải cố gắng liên hệ các đối tác để tìm thị trường mới. Khi thị trường châu Âu và Hàn Quốc được mở ra, thì các hãng hàng mới lại đòi hỏi người lao động phải nỗ lực hơn để làm quen, đảm bảo kịp tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm. Công ty đã mở rộng nhiều thị trường châu Âu thì sản xuất hàng jacket vì số lượng hàng rất lớn và ngày đi thì rất ngắn, nên chúng tôi phải hết sức đôn đốc, thúc giục, kiểm tra để cho anh chị em vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo năng suất để giao hàng cho bạn đúng tiến độ. Năm 2022, doanh thu của công ty cổ phần Tiên Hưng đạt gần 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 12 triệu đồng một người một tháng. Tất cả đều có sự tăng trưởng so với năm 2021. Công ty đã dành 1,6 tỷ đồng để đóng góp vào các quỹ từ thiện, xã hội, nhân đạo của tỉnh Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Công ty cổ phần Tiên Hưng trong năm nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời thì nhận đỡ đầu cũng như bảo trợ cho gần 50 cháu. Và đồng thời cái việc đó thì vào các cái sự kiện liên quan như Tết Nguyên đán cũng như là các ngày thương binh liệt sĩ thì đều thăm tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em. Năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn với ngành gia công hàng dệt may nói chung và công ty cổ phần Tiên Hưng nói riêng. Song với những nền tảng mà công ty đã tạo dựng được sau hơn 20 năm hoạt động, hy vọng Tiên Hưng sẽ tiếp tục khẳng định được thương hiệu của một doanh nghiệp may hàng đầu trong tỉnh và toàn quốc.